Ca sĩ Su SES vỡ nợ 15 tỷ phải đi bán quần áo, ly hôn chồng cầu thủ vì đánh bạc đến mức đi tù. Su, nữ ca sĩ nổi tiếng một thời của Hàn Quốc và là cựu thành viên nhóm nhạc SES, vừa chia sẻ năm tháng khó khăn khánh kiệt vì khoản nợ hơn 790 triệu won, hơn 14,6 tỷ đồng do bài bạc mang lại. Trong chương trình Star Documentary My Way của TV Choosen Hàn Quốc, Su tiết lộ cô từng có ý định tự tử, chán nản, bế tắc vì vụ kiện liên quan đến cờ bạc. Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn chia sẻ về vụ việc trên sóng truyền hình sau gần 4 năm né tránh. Tôi không muốn có bài báo đưa tin rằng tôi đã tự tử. Tôi nghĩ tốt hơn nên để mọi người biết tôi gặp phải một tai nạn tồi tệ. Tôi cũng không muốn những người bị bỏ lại phải chịu cảm giác tội lỗi và đau buồn vì tôi tự vẫn. Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn là bị tai nạn ô tô. Tôi bước đi với đôi mắt luôn cắm chặt xuống đất, nhưng chiếc ô tô đã dừng lại. Tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy tôi nên tiếp tục sống. Cô nhớ lại tháng ngày khó khăn trong cuộc đời. Su sinh năm 1981, là nữ ca sĩ được yêu thích với tư cách thành viên nhóm nhạc SES. Ba cô gái trong nhóm từng là thần tượng đời đầu của giới trẻ yêu nhạc pop xứ Hàn nhờ ngoại hình xinh đẹp và tài năng. SES thuộc sự điều hành của tập đoàn giải trí SM Entertainment. Năm 2002, nhóm tuyên bố giải tán và mỗi thành viên đều có hướng phát triển riêng. Trong đó, Su lựa chọn tiếp tục ca hát và phát triển con đường sân khấu kịch. Sự nghiệp solo của cô cũng được khen ngợi bởi nữ nghệ sĩ 41 tuổi vốn có tài năng diễn xuất và giọng hát ấn tượng. Su kết hôn với cầu thủ bóng rổ Im Hyo-sung vào tháng 4 năm 2010. Cặp đôi có hai con gái sinh đôi và một cậu con trai. Gia đình Su và Im Hyo-sung từng xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế Oh My Baby của đài SBS Hàn Quốc và được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng bắt đầu rơi vào bế tắc từ năm 2015 khi ngôi sao thần tượng rơi vào vòng xoáy nợ nần vì cờ bạc. Su kể rằng từ năm 2018, cô bị một người bạn rủ rê vào con đường cờ bạc và ngày càng cuốn theo. Tôi thua bạc nợ nần cứ chồng chất, tiêu hết tiền tiết kiệm bao năm qua, nhà cửa cũng phải cầm cố. Trong lúc bế tắc nhất, tôi đã có ý định tìm tới cái chết. Cô nhớ lại. Tháng 8 năm 2018, Su bị chủ nợ kiện ra tòa vì nợ khoản tiền hơn 790 triệu won, hơn 14,6 tỷ đồng. Tháng 1 năm 2019, cô bị kết án 6 tháng tù. Sau đó, người đẹp được chuyển thành 2 năm quản chế 80 giờ lao động công ích vì đánh bạc trái phép ở nước ngoài. Dù đã nhận phán quyết của tòa, Su vẫn tiếp tục bị chủ nợ kiện cáo. Bê bối đánh bạc trái phép khiến hình ảnh của Su trong mắt công chúng bị tổn hại nặng nề và cuộc hôn nhân của cô cũng liên tiếp gặp trắc trở. Có thông tin cho rằng, chồng cô đã quyết định ly thân sau khi có thông tin vợ bị kiện vì nợ nần và kết tội đánh bạc trái phép ở nước ngoài. Năm ngoái, sau gần 3 năm im lặng, Im Hyo-sung chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin hai vợ chồng đã ly dị. Có rất nhiều tin đồn cho rằng chúng tôi ly hôn, nhưng không đúng. Tôi hứa sẽ làm hết sức mình trong vai trò một người chồng và dẫn gia đình của mình đi đúng hướng, chồng của Su nói. Một nguồn tin cho biết gia đình Su từng suýt rơi vào cảnh ly tán vì scandal đánh bạc tại nước ngoài của cựu ca sĩ thần tượng. Tuy nhiên, Im Hyo-sung đã cố gắng bình tâm nhìn nhận tương lai của ba đứa con. Anh cũng chứng kiến sự tuyệt vọng của vợ và quyết định bước tiếp cùng nữ ca sĩ thần tượng, giúp cô vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Giải thích lý do lâm vào con đường cờ bạc, Su bật khóc chia sẻ. Sau khi chịu đựng quá nhiều căng thẳng từ việc nuôi dạy con cái, tôi đã đến một khách sạn để nghỉ ngơi và cũng là lần đầu tiên ghé thăm một sòng bạc. Vì tôi không biết nhiều về các quy tắc đánh bạc nên tôi đã mất rất nhiều tiền và rơi vào tình trạng nợ nần khủng khiếp. Cứ thế mà việc liên tục lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Nữ nghệ sĩ cho biết, điều may mắn là khoảng thời gian cô sa vào vũng lầy, những người đồng nghiệp thân thiết như Bada và Eunjin, hai thành viên nhóm SES đã hỗ trợ động viên cô nhiều để cô không nghĩ quẩn làm liều. Tôi muốn xin lỗi những thành viên còn lại trong nhóm SES, họ đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì tôi. Thế nhưng họ vẫn luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho tôi, giúp tôi tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời trong khi nhiều người đang quay lưng với tôi. Họ không quan tâm điều tiếng đặt sự quan tâm tới tôi lên hàng đầu, họ là điểm tựa để tôi không đưa ra sự lựa chọn tiêu cực, cô nói. Trong chia sẻ mới nhất, Su khẳng định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp vết thương cô đã gây ra cho nhiều người. Cô mong muốn trở lại và được đón nhận với tư cách một con người mới đầy nỗ lực. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng. Tôi sẽ cố hết sức để bù đắp những vết thương lòng mà tôi đã gây ra cho nhiều người. Tôi sẽ lấy lại hình ảnh của Su của 24 năm trước và sẽ sống một cuộc đời nỗ lực xứng đáng hơn. Su nhấn mạnh trong bức tâm thư hồi đầu năm 2022 đăng tải công khai trên mạng xã hội. Được biết, trong 4 năm đầy những khó khăn vừa qua, ngôi sao nổi tiếng một thời phải làm mọi ngành nghề để mưu sinh và trả nợ. Cô tâm sự đang làm việc tại một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn phụ, đi bán quần áo ở chợ Dom Dae Mun và phục vụ tại nhà hàng của người quen để có thêm thu nhập. Dù cuộc sống còn thiếu thốn nhưng Su thấy hạnh phúc vì không còn khiến người thân lo lắng và được những người yêu thương thường xuyên động viên, quan tâm. Gần đây, nữ ca sĩ cũng chủ động nhận lời tham gia các chương trình truyền hình, thẳng thắn nhìn nhận khoảng thời gian lầm lạc của bản thân và nhắn nhủ những người trẻ tránh đi vào vết xe đổ như cô.